Hello Kimmy. Hello. Wow. Merry Christmas Kimmy. Bia mở quà đúng không? Yeah. Có nhiều quà quá vậy. Bia mở quà hả? Mở quà hả? Ok, mở quà đi. Mở Bia quà. Mở quà hả? Ok. Mang để ngày hả? Ừ, này 25 tây rồi. Mở quà coi có cái gì. Wow. Wow, cái gì vậy? Cái bong bóng. Một cái bong bóng. Gì nữa? Cái đó của ai? Cái đó ai cho con? Gì nè? Cái đó của August. Đồ. Dạ, cái đó của August gửi gì nè thôi. Gì nè đưa lại giùm thôi. August gửi cho đó. Đây cha. Ừ, đây kéo đi. Đây kéo cắt kìa. Wow, 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 Wow, ông gặp cho cái gì? Máy chơi game hay gì mày? Selfie camera. Wow. Wow, cupcake. Cái là ai cho vậy? Cha không biết. Wow. Gì nè, đồ cho đó gì nè, gì Thảo. Wow. Đắt. Nữa hả? Ba món hả mày? Wow, con búp bê. 4 món. Con thích búp bê. Búp bê hả? Con thích búp bê cho Levi đi. Dạ, cho Levi con thích. Con thích búp bê hả? Con thích được búp bê mà con ngồi bộ mà con thích. Con thích cái hả? Con thích. À. Wow. Thì gì đây? Marker. Học hợp viết màu. Đây là marker. Marker. Wow. Đây là cutting marker. Chị mở này. Chị sắp hết rồi. Ừ. Cha cái đó ai cho vậy? Cha không biết. Mẹ cái đó ai cho vậy? Mẹ ai cho vậy? Wow. So cute. Cái này để tô màu mày. Wow, quá trời quà. Còn hai cái nữa hả? Con một quà thôi, con một quà cho cô giáo. Cha! Gì nói vậy? Wow. Đồ làm bánh hả mày? Cái bếp làm bánh hả? Đồ ice cream. Ice cream, làm ice cream hả? Đắt để chơi ice cream. Wow. Rồi, last one, cái cuối cùng. Nhiều đồ chơi quá. Chẳng đau tay đó. Xé chỗ khác con, đừng xé chỗ đó. Wow.
Wow. Đầu sơn móng tay hả mày? Make up hả? Trang điểm hả? Wow, quá trời đồ. Wow. Let's open. Yeah. Open. 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 Búp bê nó đã vậy đi. Mấy kéo còn mở nha. Mở cái tô màu này, chơi tô màu này đi. Chơi tô màu hả? Thấy cái nướng này. Nè. Cứng quá hả? Đâu nha, coi coi. Xé ra luôn, dữ quá vậy. Cái nổi không? Được không? Nghe dữ quá. Wow. Có cái gì trong đó? Bạn dở lên chứ con. Dở lật ụp lại vậy. Cái dặn thôi. Đâu nó có băng keo, gỡ cái băng keo. Trừ. Nó có băng keo băng kiết trên đâu, gỡ lên từ từ thôi. Nó dính cái nó còn ấy cái này ở đây nữa nè. Nó gỡ mấy cái này nữa nè. Cái kéo cắt cái này. Dạ không có được cái kéo cắt. Đâu giặt mặt lại coi. Nó kéo cắt mấy cái này nè. Đâu nữa? Đi. Dạ. Nè, trời đi không nói nữa. À, trái hay gì? Rồi đó. Rồi con ra. Ngược lại. Đâu nữa đó mày. Còn nữa chứ hết cho mày. Rồi. Đang tầm lâm luôn, có cây lược. Mấy cái hộp. Không phải đồ make up đâu mày, cái này đồ làm gì đấy. Mở búp bê. Mở búp bê. Bê bê. Mở bê.
đó là gì vậy? Kéo hả? Chạy tóc đó hả? Không ăn cho búp bơi. Bơi đang gỡ lên nè. Ủa, cái gì hả? Cái gì? Sao? Cái áo đầm. Mày con kéo nó ra đi. Em được. Kéo như vậy nè. Nó được. Chưa gì hết là không nhìn được nè. Kéo. Còn dây cẩu nữa, hay dây cắt luôn cho. Con cắt hay cha cắt? Đây cho cắt cha. Mày giữ năm nữa không mày? Em được, em được. Còn dướng gì nhờ tùm lum. Đâu đâu nữa. Đuổi không được. Quay sau lưng coi. Sau lưng dán keo tùm lum. Đừng nhìn. Luôn mẹ ơi. Chắc bị cọp cái giò nữa. Cái giò đâu? Cái lược. Còn ok. Rồi dằn cái lược ra. Đâu vậy? Đây, nhìn như cái chân. Quá trời cột. Dính ở đây nè hả mày. Em mày bắt bơi nè mày. Đang chế gì vậy? Này đồ làm
dây cọc, dây đeo tai đồ của mày. Hộp châu dán những cái cọc đầu bọc tóc rồi mày. Dây đeo tai, cái hộp này xỏ dây xỏ vô cái này ha mày, cũng thun mà. Ồ đây dây chỉ xỏ nè, xỏ vô mấy hộp này làm dây đeo tai nè. Mày nên làm cái gì ta? Không có gỡ ra được mày ơi. Gãy á con. Đó. Sao nó có cặp cọng dây vậy hả? Đi cái hai cái. Coi chừng cắt vô cái tóc của nó nè. Nó. Chờ. Bà biết thì có tóc tiếp tùm lum. Cái này như là phải nè, nghe một cái. Này tóc cái gì xem nó lấy gì. Dính vô hay ghê vậy mày ơi. Hết rồi. Chưa trải nào. Còn ở đây này. Gì? Thôi con khui hai cái này thôi. Nữa. Cái đó mai khui. Gì? Thôi chịu. Muốn chạy tóc cho búp bê hả? Mẹ cắt ra cho, mẹ gỡ ra cho, mẹ kéo nè. Nè. Nó chảy sầu. Sao? Nó chảy sầu. Cái đầu búp bê hả? Chảy sầu. Thì. Nó chảy sầu. Chảy sầu, chảy sầu. Kéo ra được không ta? Wow, one. Wow. Tao quay rồi, tao đâu có làm gì được đâu mày. Muốn chạy chạy.